Chào mọi người đã đến với kênh ẩm thực Việt của Ngọc. Hôm nay Ngọc lại làm món sườn non chay kho khớm nha mọi người. Món này các bạn ăn chay ăn mặn đều rất là ngon luôn. Các bạn nhìn đây, từng miếng sườn vẫn ôm đây, thơm phức, và Ngọc dùng 5 miếng sườn non chay đã ngâm nở mềm nha mọi người. Khớm thì Ngọc dùng một trái nhỏ, sau đó Ngọc sẽ sắc thành những múi cao. Các bạn sắc ra thành múi cao mỏng vừa thôi ha. Sau đó chúng ta sẽ đem cái phần hành tỏi ớt nè, phần hành tím này thì các bạn cũng sắc mỏng luôn, tất cả các gia vị chúng ta sắc mỏng và để riêng ra chén ha. Sau đó thì chúng ta sẽ đi chiên cái phần sườn non chay này nha các bạn. Đối với sườn non chay thì các bạn nên chọn loại ngon thì các bạn làm cái phần món kho nó sẽ ngon hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ đem đi chiên cái phần sườn non chay này cho nó vàng, và lưu ý trong thời gian chiên thì các bạn mở lửa vừa nha. Chúng ta chiên cho nó vàng đều hai mặt thì chúng ta sẽ vớt ra nha các bạn. Trong quá trình chiên á thì các bạn lưu ý là chúng ta trở đều để cho sườn nó vàng đều hết ha, và khi nó vàng thì chúng ta sẽ vớt ra để cho nó nguội và ráo dầu nha các bạn. Lần lượt chúng ta sẽ gấp ra nha. Và khi nó đã vàng và nó nguội như thế này rồi thì các bạn sẽ sắc thành những miếng vừa ăn để khi chúng ta kho nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Các bạn một miếng sườn non chay như thế này thì Ngọc sắc thành 3 miếng nha, miếng nhỏ thôi. Các bạn nhìn cái phần sườn non chay đây, các bạn thấy không, bên ngoài thì giòn giòn, bên trong thì nó mềm rất là ngon luôn. Và lần lượt sẽ sắc hết cái phần sườn non chay này nha các bạn, để khi chúng ta kho thì sườn non chay nó sẽ ngon hơn đó. Các bạn thấy không, nhìn giống như là cái miếng thịt heo quay vậy đó. Ôi ơi là ngon luôn, đặc biệt rất là thơm. Sau khi các bạn sắc xong thì các bạn sẽ phi hành tím cho nó thơm nè. Sau đó các bạn sẽ cho cái phần khóm vào, các bạn xào cho nó thấm cái phần gia vị nha. Các bạn ướp vào đây một muỗng cà phê đường và một nửa muỗng cà phê muối để cho phần khóm chúng ta khi chúng ta kho nó sẽ đậm đà cái hương vị hơn đó. Các bạn lưu ý là chúng ta xào sơ, chúng ta không xào chín nha. Các bạn xào khoảng 1 phút thì các bạn cho muối đường vào, các bạn lắc đều cho cái phần khớp thì nó thấm đều phần muối đường, thì các bạn xào tắt bếp và chúng ta đi làm phần nước sốt. Các bạn sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu ăn, sau đó các bạn cho vào đây một muỗng canh đường. Các bạn làm nước màu nha các bạn, nếu các bạn có sẵn nước màu thì các bạn không cần làm bước này ha. Sau đó chúng ta sẽ cho hành tím vào phi thơm và các bạn sẽ cho vào đây 2/3 chén nước nè để chúng ta kho cái phần khớp đó. Và sau khi cho vào thì các bạn nêm gia vị như là bột nêm, bột ngọt, đường, muối, nước tương, ở đây dùng 2 muỗng nha. Sau đó chúng ta sẽ dùng 1 muỗng canh tương ớt nha. Và các bạn sẽ trộn đều lên, sau đó chúng ta sẽ thắng cho cái phần nước sốt này nó keo lại. Thì các bạn sẽ cho lần lượt sườn non chay vào nè, khóm vào, và các bạn trộn đều lên. Lưu ý trong quá trình khi các bạn cho vào thì các bạn mở lửa lớn để cho cái phần sườn non chay nó không bị bở nha. Các bạn trộn đều lên để cho nó thấm cái phần gia vị. Sau khi thấm gia vị thì chúng ta tắt bếp và chúng ta cho hành vào và chúng ta nhắc ra thôi nào. Các bạn nhìn nè, từng miếng khóm, miếng sườn non chay đã thấm gia vị rồi đây. Bây giờ chúng ta cho hành và tắt bếp thôi. Và cuối cùng thì nó cũng hoàn thành rồi đây các bạn. Cái món này các bạn ăn bún ăn cơm đều rất ngon đó. Các bạn sẽ cho lần lượt ra dĩa nào. Các bạn nhìn nè, từng miếng một vàng ươm thơm phức nè các bạn ơi. Món này rất là đơn giản, dễ làm. Chúng ta hãy cùng làm và thực hiện cho những ngày chay nha các bạn. Các bạn nhìn đây và mời các bạn cùng thưởng thức với Ngọc nha. Khóm thì vàng, sườn non chay thì thấm đều gia vị rất là ngon, và đặc biệt là không hề bị bở nha các bạn. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Chào tạm biệt các bạn.